Kênh Hot 3 Phút xin chào các bạn Thưa các bạn, dân tình vẫn chưa ngừng thổn thức về phim Mai dù đây là phim chiếu Tết và tháng riêng đã sắp hết Đặc biệt, không chỉ những người chưa xem phim Mai muốn nghe những review mà cả những người xem phim này rồi vẫn tiếp tục muốn tìm hiểu các review khác nhau để tìm câu giải đáp cho cảm giác của mình Và còn kỳ lạ hơn là có lẽ chưa có bộ phim nào mà lại có cả chuyên gia kinh tế và tài chính nhảy vào để review phim này dưới góc nhìn tài chính và tiền bạc vâng bài viết của tác giả phùng lê lâm hải với tiêu đề review phim mai dưới góc nhìn tài chính và tiền bạc trấn thành thực ra là một founder tức là người sáng lập mà hot team xin đọc giới thiệu sau đây thì quả là sự hiếm đối với điện ảnh việt nam nói chung và gây bất ngờ cho cả nhiều người làm phim này lẫn người xem phim ạ tác giả viết trấn thành rất hiểu dân việt mình đặc biệt là những góc sâu về tâm lý con người liên quan tới hành vi về mặt tài chính và tiền bạc Trấn Thành không chỉ là một người thông minh về nghệ thuật. Trấn Thành hiểu tâm lý của người Việt xung quanh các vấn đề tiền bạc và hành vi của họ. Không hiểu tiền và góc xoáy sâu tệ hại của việc kém hiểu biết về tiền thì khó có thể lột tả sâu sắc tâm lý đến như vậy. Muốn làm sản phẩm đời như Trấn Thành phải hiểu về tiền. Tác giả viết theo tôi, Trấn Thành không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ, Trấn Thành phải là một nhà kinh doanh định vị là hình ảnh của một nhà nghệ sĩ thôi. Đó chính là khác biệt lớn nhất của Trấn Thành so với các nghệ sĩ chỉ biết tập trung vào sản phẩm nghệ thuật. Tôi, tức là tác giả, muốn gọi Trấn Thành là the founder và tôi tin rằng Trấn Thành đủ khả năng trở thành một ông trùm giải trí như của Hàn Quốc. Một mai là một cô gái đủ mạnh mẽ để làm được những công việc nhà nhỏ nhất tại sao vì chính cô ấy phải vừa làm cha vừa làm mẹ của minh mai bị cha mình bán cho người khác lấy thân xác để đổi lấy tiền hành vi đê tiện này được thực hiện bởi người cha của mình đau đớn thay chỉ vì thiếu tiền cho ổng chơi cờ bạc vừa bần lại đê tiện gọi là bần tiện nhưng chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã và nỗi đau như vậy mà mai vẫn chịu được nếu Mai hiểu về nguyên lý của nợ và tài chính, liệu rằng Mai có tiếp tục làm vậy không? Tại sao Mai không bỏ đi để cuộc đời đưa đến cho bố của Mai những thứ cần phải dạy cho ông, những cái giá mà ông cần phải tự trả và gánh lấy? Tại sao Mai vẫn giúp người cha cờ bạc của mình hết lần này đến lần khác? Đó là thông minh hay ngu ngốc? Đó là hiếu thảo hay nhẫn nhịn không đúng cách? khó có thể trả lời được khi mình không nằm ở trong đôi giày của họ. Câu hỏi đặt ra, nếu được lựa chọn, nếu Mai hiểu hơn về con người và tiền, liệu Mai có còn làm như thế không? Đó có phải là hành động để giải quyết triệt đề vấn đề không? Liệu rằng có bao nhiêu gia đình cũng bị xoáy vào vòng nợ bài bạc và phải đi làm thuê cả đời do không có hiểu biết về tài chính và những tác động tâm lý do thiếu hiểu biết về tiền mang lại? Họ vẫn chăm chỉ, vẫn lao động, vẫn hết mình và vẫn nghèo. Bạn có thể xuất phát điểm nghèo nhưng không thể nghèo cả tư duy và không hiểu được cách xã hội vận hành thông qua đồng tiền. Nghèo tiền không đáng sợ. Nghèo tư duy về tiền và tài chính mới đáng để sợ, vì có thể 100 năm nữa cả nhà bạn vẫn không thể ngóc đầu lên được. Tác giả viết và viết tiếp nợ là cách dễ nhất để khống chế một con người, cho dù có tài năng, nhiệt huyết và đạo đức đến đâu như Mai. Hai, Mai làm nhân viên massage với một thái độ nghề rất nghiêm túc và tận tâm. Khách hàng chọn Mai nhưng cũng vì Mai mà làm mất chén cơm của những người khác. Người khác còn cố tình nghĩ ra cái xấu cho Mai, tại sao nó làm được nhỉ? Họ nghĩ Mai cho khách làm bậy bạ nên mới đông khách như vậy. Mai rồi sẽ có lúc phải đứng lên sau bao nhiêu khổ nhục và nhẫn nhịn. Mai công nhận ngốc quá. Tôi nghĩ Mai nên 2 chấm. A. Tới một môi trường văn minh và tốt đẹp hơn với nhân cách và sự tận tâm hay chuyên nghiệp của Mai. May quá cuối phim Mai tìm được một chỗ như vậy. B. Nếu ở trong môi trường thấp kém và nhiều người tiểu nhân đè nén mình như vậy, Mai phải cẩn thận. Vùng lên cũng không hay ai lại đi đánh nhau với bọn có máu liều cơ chứ nếu tệ hơn có khi nào họ sẽ hội đồng mai thì có lẽ kết cục tệ hơn rất nhiều làm gì làm mai đừng hồn nhiên làm mất chén cơm của người ta nhé người ta ganh ghét mai nhen khi con người nhỏ mọn thế giới của họ bé xíu họ lại không đủ khả năng có thể tìm chén cơm ở chỗ khác làm vậy là tự rước rắc rối vào bản thân mình quyết định nghỉ của mai tôi tức là tác giả ủng hộ cũng như sự vỡ hòa cảm xúc của khán giả chắc người xem ai bị đè nén và bắt nạt như mai hả hê lắm hả hê vì mai cuối cùng đã vùng lên chống lại sự bất công thêm nữa tôi nghĩ mai không nên làm việc cho một ông chủ không nhìn ra được tư chất của mai chủ như mù cà cà. mai cuối phim tìm được chỗ làm việc và ông chủ tốt một cuộc sống tốt tài chính tốt hơn nhiều tôi mừng cho mai ba mai gặp sâu là một thiếu gia làng chơi nhà giàu sâu không có lỗi lỗi chăng là sâu thiếu trải nghiệm về tiền sâu chỉ thật sự có động lực và chịu khổ kiếm tiền khi mình phải làm một thứ gì đó cho người mình yêu mẹ sâu thì nói sâu vô dụng chả làm được gì ngoài ăn bám mẹ sâu nói tiền không phải quan trọng nhất nhưng không có tiền không làm được gì cả không đúng đâu cô thật ra tiền làm được tất cả mọi thứ nhưng khi con người ta không có tiền người ta không chịu thừa nhận sức mạnh và sự hạnh phúc mà đồng tiền mang lại người ta phải bám trụ lấy yếu tố khác để phủ nhận bớt giá trị của tiền cô Đào thì thật ra thừa biết điều tôi vừa nói nhưng cô không thể giúp đứa con chưa trải nghiệm của mình hiểu được và càng không thể nói cho người không hiểu dễ hiểu lầm mình là người dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề để phải nén đau lệ rơi khi nhìn thấy con mình tự ái bỏ thẻ chi tiêu để tự kiếm tiền. Có lẽ cô Đào phải làm điều này sớm hơn, cho sâu khổ và trân trọng đồng tiền hơn. Quăng cho sâu mớ tiền là làm hại đến hạnh phúc và sự trưởng thành thật sự của bạn. Người lao động chân chính như cô mới hiểu, để kiếm được đồng tiền và gây dựng được một cơ ngơi và vị thế, nó vất vả lắm, thành quả này không dễ dàng làm được. Vị thế và sự trí tuệ này không dễ dàng gặt hái được, tư duy và giáo dục đích thực này không phải ai cũng biết được. Nhưng chính vì lẽ như vậy, chỉ có cô là cô đơn trong nỗ lực và trải nghiệm của bản thân. Cô Đào tâm lý hiểu biết và tôn trọng những người thực tâm đàng hoàng như mai mai không bay bổng không sống ảo không tỏ ra mình cao sang mà quên đi gốc gác của mình mai tham gia bữa tiệc tự nhận mình là nhân viên massage có một con ở nhà trọ cô không giấu nó cô sống thật với giá trị của bản thân mai tự trọng biết điều có năng lực và có tầm nhìn có tầm nhìn ở chỗ mai không vội vàng dựa vào một người như cô đào vì mai trân trọng thực sự tình cảm cô ấy dành cho mai nếu mai không phải là một người đã từng chịu khổ và bị trà đạp làm sao mai có thể biết cách trân trọng cô đào đến thế cô đào cân nhắc mọi thứ để rồi phải làm một việc khó khăn cô đào là lãnh đạo trong gia đình này cô phải ra quyết định để mọi thứ tốt đẹp cho đại cục một quyết định mà những người thân cận nhất cũng khó có thể hiểu được nhưng quan trọng là sau nhiều năm nữa nó tốt cho cả ba tốt cho cô cho sâu và cả cho mai cuối phim cô đào gặp lại mai thất thần là gương mặt cô đào dành cho mai vì cô không biết mai có thể hiểu tâm ý của cô không cô không thân thiện vì cô tự biết không phải ai cũng có thể hiểu được quyết định của mình vì trong thâm tâm cô đã xác định điều đó từ rất lâu rồi cô hy sinh điều này hy sinh việc người khác có thể hiểu sai kể cả con mình và cả sức khỏe nữa để gia đình và con cô cũng như mai có một kết quả tốt đẹp mai dường như hiểu điều đó mai không trách cô hỏi thăm sức khỏe cô với một ánh mắt biết ơn và tôn trọng mai quả là người có thực lực và hiểu biết cuối phim tôi chưa thấy sâu làm được gì cho gia đình mình ngoài có một gia đình vui vẻ hạnh phúc về bản chất, thế giới của Mai và Sâu quá khác nhau. Một người chịu khổ, có một người con riêng, người bố quá phức tạp và một cuộc đời rất nhiều rào cản để có thể có được một hạnh phúc cuối cùng, happy ending. Chấn Thành cho hai người họ yêu chứ không cưới. Chấn Thành rất thực tế và rất đời. Chấn Thành hiểu sâu về thế giới của cả hai. Nó đời vì chấn thành hiểu sâu quan điểm sống Và chấn thành rõ vị thế tài chính và hành vi của hai thế giới này Theo tôi, tức là theo tác giả, là Mai may mắn Mai có thể không cần dùng tới tiền của mẹ sâu để đổi lấy tiền bạc hay cơ hội du học cho con mình Vì lòng tự trọng đáng khen ngợi Nhưng chính vì nỗi đau này, Mai đã nhận ra một thứ Đó là thế giới của mình nếu không được nâng cấp Thì sẽ không thể có cơ hội mới đến với Mai đó mới là điều quý giá mà một người xuất phát điểm như Mai nhận ra. Nếu tình yêu của Mai không gặp sâu, liệu rằng Mai có thể có cuộc sống tốt hơn không? Hay vẫn tiếp tục là một cô gái mát xa bị chèn ép làm ra tiền bao nhiêu cũng mất hết, thỉnh thoảng nổi sùng lên và đánh nhau cho hả cơn tức và rồi có lẽ kết cục cuối đời Mai đã có thể tệ hơn mà khán giả khó có thể tưởng tượng bị đâm, bị đánh, bị chèn ép, bị sống dưới đáy của xã hội đầy nhẫn tâm và bi kịch khi mình không có tiền và hiểu biết về con người thông qua tiền. Người có tiền kiếm tiền từ trải nghiệm. Người thiếu trải nghiệm muốn có trải nghiệm phải đánh đổi bằng thứ có giá trị với mình. Mai mất tình yêu nhưng bù lại Mai biết mình cần làm gì để có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất dành cho Mai và gia đình của mình. 4. Mai cho dù là một người sống tử tế, hết mình và chỉn chu, cô cũng không thể tránh khỏi bọn hàng xóm đố kỵ ghen ghét, đổ thừa và tọc mạch vào đời tư của cô. Hàng xóm đổ rác vào nhà mình, những người comment vào nhà bạn và mang sự hẳn học của thế giới của họ cho bạn. Hàng xóm để ý và cho chó ỉa vào nhà Mai, khi Mai không phản kháng, họ vẫn tiếp tục nghĩ họ có thể ăn hiếp được Mai chồng của con mụ ở dưới vào nhà ấy định hãm hiếp mai làm sai nhưng đi nói với người khác rằng mai là người lôi kéo mình cuộc đời bên ngoài cũng vậy một nửa không tin không bao giờ là sự thật nhưng mai quyết định im lặng và mặc kệ nhưng ngoài đời chắc có lẽ cô nên chuyển tới khu nào văn minh và an toàn hơn một chút Cuộc sống vận động nhanh, nguy hiểm hơn, ta có thể sống trí tuệ hơn và ít rắc rối hơn, nhưng ta cũng phải có vũ khí quan trọng để bảo vệ cho thế giới và sự tĩnh lặng của bản thân mình. 5. Xin cũng đừng trách ba của Mai. Khi con người bần tiện là vì họ đã đi tới đường cùng, Đồng tiền có thể biến một người trở thành một nhân cách đáng quý, oai phong, bệ vệ, lẫm liệt và đáng tôn trọng. Nhưng đồng tiền cũng biến một con người đã từng sở hữu những tính cách trên trở nên bẩn hèn và đê tiện. Xin đừng để bản thân mình bị đẩy vào tình huống như vậy. Xung quanh tôi có những người như vậy, họ đã từng rất oai phong và lẫm liệt trở thành một phiên bản khác và đánh mất chính mình vì đồng tiền và nợ vay. 6 liệu rằng một người không hiểu về tiền không chịu trải nghiệm và khổ để kiếm tiền có đủ khả năng để đồng cảm cho những con người như cô đào như mai hay có một chút đồng cảm cho cái sự bần tiện của bố mai hay không khi không đồng cảm được liệu rằng tình yêu có bền vững không chắc chắn người hy sinh hơn đó chính là người lao động và trải nghiệm nhiều hơn về thế giới và tiền bạc như cách cô đào bao dung và mai hiểu được sự bao dung đó của cô muốn tìm tình yêu cho mình, quý vị anh chị em phải tận dụng cơ hội để trải nghiệm, để lao động, để kiếm tiền khi bản thân mình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn nhờ hiểu biết thông qua lao động và tiền bạc. Chính lúc đó mới là lúc bạn tìm ra mảnh ghép thực sự phù hợp trong thế giới quan của bản thân. Hiểu về tiền sẽ hiểu về cuộc sống và biết thông cảm cho người khác. Đừng chỉ biết yêu mù quáng nhưng thiếu lý trí như sâu cho dù có chưa tìm ra ai ở trong một ngôi nhà một triệu đô la vẫn tốt hơn là bị người khác chà đạp trong góc nhìn và thế giới của họ đứng dậy và hành động thôi mai sẽ luôn là một ngày tốt lành phùng lê lâm hải đã viết hot team trân trọng giới thiệu và cảm ơn